Hey, chào mừng các bạn đã trở lại với CVK Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm về gym. Đây là hộp gym sinh mình đã chuẩn bị sẵn các bạn. Một cây gồm có 20 hộp. Đó, mình đã bóc ra rồi đây. Một cây sẽ gồm có 20 hộp như thế này. 10 hộp như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ bóc ra. Một hộp sẽ gồm có 10 cái que gym. Quay đi, mình quay.
Chưa.